Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Máy Móc Việt Nam Bình Tân. Và hôm nay em sẽ review cho anh chị em một dòng máy hàng mic siêu to của nhà Gia Xích ha. Máy có mã là mic 500N388. Và như anh chị em mình thấy trước mắt mình đó là một cái con máy rất là to khỏe nha. Nó sẽ có một cái đầu cắp dây rời chuẩn Bana cho anh chị em mình luôn. Và con máy này sẽ sử dụng cho anh chị em mình chuyên thợ lớn ha, như sử dụng cho công việc như là đóng tàu, làm nhà xưởng, nhà tiền chế, vân vân. Thì con máy này nó sử dụng cuộn dây hàng dày từ 1.2 cho tới 1.6 mm nha. Và khi mà anh chị em mình hàng trên vật liệu dày từ 5 cho tới 20 mm, mình có thể sử dụng hiệu suất là 100% luôn. Vật dụng đi kèm của con máy này sẽ là một cái dây kẹp mát dài 3 m và một cái súng hàng dài 3 m luôn nha. Thì những cái vật liệu này mình có thể nâng cấp lên dài hơn tùy theo mục đích sử dụng của anh chị em mình nha. Và đầu cáp chuẩn Bana. Và con này nó có nhiều cải tiến như là quạt thông minh, chức tính năng là Hotstar ARC4, hỗ trợ mồi hồ quang khi hàng trên vật liệu dày không bóng và không phẳng. Và cái con máy này dòng hàng của nó lên tới 500A. Máy có chế độ hàng mít và hàng que, có chức năng 2T và 4T. Và bây giờ anh chị em mình hãy theo chân em xem cái cấu tạo của nó và công suất hoạt động của con máy này như thế nào ha. Máy hàng mít 500N388 là model máy hàng mít mới nhất của dòng Gia Xích, được kiểm soát chất lượng chặt chẽ, sử dụng công nghệ Inventor IGBT tiên tiến, tiết kiệm điện và thiết kế gọn nhẹ tiện dụng. Máy có nhiều tính năng cải tiến như là quạt thông minh ARC4 hay là Hotstar, tích hợp đồng hồ và app tương ứng hỗ trợ mồi hồ quang cho gói hàng ngấu và đẹp hơn khi hàng trên vật liệu dày và bề mặt không bóng phẳng. Chế độ mít tích hợp chức năng 2T 4T hàng tay và hàng tự động, tích hợp chức năng điều chỉnh đồng hồ được trên các dòng rùa hàng tự động khi hàng chế độ hồ quang chìm. Hàng tốt được dây từ 1.0 cho tới 1.6. Và đây sẽ là cái bản mặt của nó anh chị em mình ha. Trên đây nó sẽ có màn hình hiển thị dòng hàng và hiển thị app ha, và những cái nút chỉnh như thế này. Đây là công tắc mình có thể điều chỉnh hàng MMA hay là hàng mít, hàng que hoặc là hàng mít. Đây mình có thể bật qua hàng que hoặc là hàng mít. Đây là công tắc chọn chế độ đồng bộ hoặc là không đồng bộ anh chị em mình ha, chế độ hàng 4T và 2T. Đây là chế độ mình chọn dây hàng. Hàng từ 1.0 thì mình sẽ bật hết xuống là chế độ 1.0 ha. Mình bấm một cái công tắc nó sẽ là chế độ hàng dây 1.2 và bật hết công tắc lên trên sẽ là hàng dây 1.6. Đây là chế độ hàng 100% phí số 2 thì mình sẽ bật xuống, và mình muốn chỉnh cái chế độ hàng mà 80% phí hạt gông và 20% phí số 2 thì mình sẽ chỉnh lên. Và đây sẽ là sử dụng dây có thuốc và dây không có thuốc ha. Đây là ba cái núm bạn điều chỉnh ha, chế độ Hotstar và ARC hỗ trợ mồi hồ quang cho mối hàng ngọc ngấu và đẹp hơn khi hàng trên vật liệu dày và bề mặt không bóng và phẳng ha. Và những cái rắc cắm của nó sẽ được thiết kế một cái nắp đậy chống bụi bẩn như thế này anh chị em mình luôn nha. Khi mình không sử dụng thì mình sẽ đóng lại. Còn và súng mít thì mình sẽ gắn ở trên cái bộ cáp rời như thế này nha. Trên đây nó sẽ có cái nút trắng này là để mình chỉnh cái dây hàng ra nhanh hay chậm, là mình sẽ chỉnh bằng cái nút trắng như thế này. Van dẫn khí của nó sẽ nằm phía sau trên cái bộ cáp rời này anh chị mình ha. Đây là van dẫn khí. CB của nó sẽ được bọc trong một cái màng bọc như thế này, rất là an toàn và chắc chắn luôn anh chị mình ha. Đây mình bật CB. Hơi khó ha. Đây khi mình bật CB và tắt CB, nó sẽ có một cái lớp bọc như thế này cho anh chị mình luôn. Và đây là cái nút để khi mà mình hỗ trợ bơm khí lên cho con máy. Đây sẽ là nguyên cái bộ dây nguồn của nó được dính kèm trên con máy như thế này luôn chị em mình ha. Đây là nơi để cắm đồng hồ khí, đây AC 36V chị em mình ha. Và trên thân máy của nó sẽ có hai cái móc bằng kim loại rất là dày và chắc chắn luôn, để anh chị em mình khi mà có vận chuyển lên cao á, hoặc là mình có vận chuyển lên xe hay là mình nó rời nó đi á, đó mình sẽ móc ở trên hai cái móc kim loại thế này rất là chắc chắn luôn. Và con máy này á nó sẽ có 4 cái bánh xe cho mình tiện di chuyển anh chị em mình ha. Đây, kéo rất là nhẹ nhàng luôn. We'll be right back.
không phải là thợ hàng chuyên nghiệp. Một khi hàng sử dụng những dòng máy hàng mít này á, mình rất là dễ thích nghi. Tại vì nó cơ bản là nó dễ hàng hơn, em dễ hàng hơn. Nhưng mà đây là đường hàng thẳng thôi, chứ không phải là hàng kỹ thuật hay là hàng leo hay là bất cứ những cái đường hàng nào mà trên giao án hay là trên đường nha anh em. Đó, nên anh em mình xem thì có gì bỏ qua nha, mình đang test trên đường thẳng thôi. Đó, thì về cường độ dòng hàng thì con này hàng khá mạnh. Cái hai nữa là độ tan chảy rất là nhanh, bộ máu của nó đạt được đó, phía sau luôn anh em nè. Ở phía sau luôn thì với cái độ dày của sắt là hiện tại 10 ly thì con này hàng trên 20 ly vô tư nha anh em. Đó, nếu mà anh em mà hàng chuyên về hàng tự động hay là hàng đồ thì độ dày 10 ly này thì để cho nó chạy vô tư, chăn trâu vô tư nha anh em. Sau khi nghe em review về con máy, anh chị em mình có cảm nghĩ gì về nó hãy để lại bình luận cho em biết nha. Và đừng quên cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi để khi mà em ra những cái video clip hoặc là những cái chương trình khuyến mãi, bên em sẽ gửi thông báo đến anh chị để anh chị nắm bắt được và đến ủng hộ em ha. Nếu như có nhu cầu mua hàng hãy gọi đến số hotline 0906779465 hoặc ghé trực tiếp cửa hàng em để có thể xem và trải nghiệm sản phẩm tại địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Video clip đến đây là hết rồi. Em xin cảm ơn anh chị em mình đã luôn theo dõi và đồng hành với Móc Việt Nam Bình Tân trong thời gian qua nha. Em xin chào và hẹn gặp lại.